là người bán hàng lâu năm tại chợ Cầu, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Bà Đoàn Thị Hiền và những tiểu thương buôn bán tại chợ đã 2 năm nay không còn dùng túi ni lông để đựng hàng. Thay vào đó, bà Hiền đã chuẩn bị lá chuối tươi để bọc hàng cho khách. Khi mà có cái phong trào hoạt động thì thấy là người đi chợ cũng không xách túi ni lông nữa. Mà đứa hàng đây là đứa làm đi đứng hàng. Tôi thì bán hàng chuyển tháng gọi bằng là chuỗi, là giống là sen hoặc là túi đừng để phân hủy. Để chợ văn minh được triển khai hiệu quả, Hội Phụ Nữ đã thành lập đội tuyên truyền với 12 tình nguyện viên là hội viên phụ nữ. Hàng tuần tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại chợ và trên hệ thống truyền thanh xóm. Theo đó, 1.500 túi thân thiện với môi trường, 100 chiếc làn nhựa, tờ rơi, tuyên truyền, một sản phẩm thay thế đã được phụ nữ huyện Nam Đàn phát đến người mua hàng tại chợ. Quá triển khai mô hình thì phải nói là đã làm chuyển biến về cái nhận thức của người dân nói chung, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ nói riêng. Người dân đã từng bước là có cái thói quen khi đi chợ là sử dụng cả cái loài lã cũng như là mang theo lan để đựng, chứ không phải là sử dụng túi ni lông như trước đây. Với quyết tâm sạch từ nhà ra ngõ, tại xóm Tân Sơn, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, các hộ tham gia mô hình đều phân loại rác tại nguồn, tổ chức trồng các tuyến đường hoa, bờ rào xanh, tạo khung cảnh xanh sạch đẹp. Mô hình nhà sạch vườn mẫu từng bước hình thành nhờ sự thay đổi từ những điều nhỏ nhất mà có sức lan tỏa lớn. Trước đây thì nói chung là rác thì bẩn thì nhà này không tự quét mà. Thì nói chung là hình luồm thuồm chứ từ cái gọi mô hình thì dư khả khăn là nhiều ấy. Nhà mà nhà này thì tự bảo quản sạch tình như thế. Cùng với việc khuyến khích các cấp hội xây dựng các mô hình phù hợp thiết thực tại địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ động khai thác các nguồn lực từ các dự án hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng các công trình nước sạch, nhà hợp vệ sinh nhằm góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Khi làm nhà vệ sinh mới thì gia đình tôi cũng thấy là thấy thuận lợi nhiều. Đây là đỡ lo con cái em tan tật mình đỡ lo giá con đi phục vụ con. Để phát huy những cái kết quả đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới, các hợp hội phụ nữ trong toàn tỉnh tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền vận động và tiếp tục nhân rộng các cái mô hình tiêu biểu hiệu quả. Đặc biệt trong năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đang tham mưu xây dựng đề án tuyên truyền vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia phân loại và xử lý rác thải tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni lông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ các mô hình hoạt động bảo vệ môi trường, Hội Phụ nữ các cấp không chỉ làm sạch đẹp từ nhà ra ngõ, mà từng bước nâng cao hơn các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với hoạt động cộng đồng và hướng tới một môi trường sống, sạch, đẹp và an toàn. Từng bước đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành trách nhiệm của cả cộng đồng.